cập nhật ca mắc mới tối ngày 21 tháng 1. mười tỉnh chưa nối lại xe khách với thành phố Hồ Chí Minh. Người Sài Gòn đi chơi đường Hoàng Nguyễn Huệ 2022 không được cởi khẩu trang khi chụp ảnh. Mắc Covid-19 làm giảm tinh trùng và khả năng sinh sản không phải do so vắc Xét nghiệm bằng nước bọt phát hiện Omicron hiệu quả hơn. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo Sức khỏe đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Sau đây, xin mời quý vị cùng cập nhật số ca mắc mới tối ngày 21 tháng 1 tại Việt Nam. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 1 đến 16 giờ ngày 21 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 15.901 ca ghi nhận trong nước, giảm 736 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 10.912 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 2805, Đà Nẵng 964, Hải Phòng 796, Hưng Yên 685, Bến Tre 618, Thanh Hóa 509, Quảng Ngãi 482, Bình Phước 475, Bình Định 420, Bắc Ninh 418, Quảng Ninh 369, Khánh Hòa 346,

con Tum 73, Kiên Giang 72, Bình Thuận 71, Cần Thơ 61, Quảng Trị 56, Sóc Trăng 55, Hà Tĩnh 52, Đồng Nai 51, Cao Bằng 51, An Giang 39, Ninh Thuận 31, Tiền Giang 28, Long An 22, Lai Châu 22, Bắc Cạn 13. Ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Khánh Hòa giảm 233, Bình Định giảm 101, Trà Vinh giảm 92. Ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hưng Yên tăng 56, Hải Phòng tăng 50, Phú Thọ tăng 45. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua. Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 12, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 65, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 8, Khánh Hòa 11, Long An 1, Quảng Ninh 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.110.737 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu dân thì có 21.386 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.104.196 ca, trong đó có 1.794.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy tăng cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 512.422, Bình Dương 292.400, Hà Nội 102.715, Đồng Nai 99.581, Tây Ninh 86.790. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 2256 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 1.797.180 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.567 ca. Số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 ghi nhận 177 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 8, trong đó có 1 ca từ Long An chuyển đến. Tại các tỉnh thành phố khác, Hà Nội 33 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 21 ca trong 2 ngày, Sóc Trăng 14 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 13, Đồng Tháp 9, Kiên Giang 8, Cần Thơ 8, Huế 7, An Giang 7, Tiền Giang 7, Hải Phòng 6 ca trong 2 ngày, Bến Tre 4, Hậu Giang 4, Bình Phước 3, Tây Ninh 3, Bình Dương 3, Bạc Liêu 3, Cà Mau 3, Bình Định 2, Lâm Đồng 2, Ninh Bình 2, Bắc Ninh 1, Quảng Ninh 1, Trà Vinh 1, Hải Dương 1, Hà Giang 1, Đà Nẵng 1, Bình Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.443 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ tư ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022. Liên quan đến tình hình xe khách phục vụ người dân dịp Tết, mới đây ông Đỗ Ngọc Hải, trong phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại có 10 địa phương đa phần thuộc khu vực phía Bắc và miền Trung chưa nối lại các tuyến xe khách tới Thành phố Hồ Chí Minh do diễn biến dịch phức tạp. Thông tin được ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng ngày 21 tháng 1, khi đề cập đến tình hình phục vụ dịp Tết. Các tỉnh dừng xe khách với thành phố bao gồm Bắc Cạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lào Cai, Quảng Nam, Thanh Hóa và Bình Phước. Ngoài việc nhiều địa phương hiện dừng các tuyến xe khách với thành phố Hồ Chí Minh, ông Hải cho biết, quy định cách ly người về từ nơi khác về vẫn áp dụng khác nhau ở các tỉnh thành. Điều này khiến cho người dân e ngại rè rặt khi đi lại vì chưa rõ tình hình COVID-19 ở nơi về diễn biến như thế nào, yêu cầu phòng chống dịch ra sao. Đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, tại bến xe miền Đông hiện mới bán gần 50% tổng lượng vé Tết, chủ yếu là các tuyến xa. Các bến xe khách liên tỉnh khác bán chưa được 20% lượng vé. Những bến này chủ yếu có các tuyến xe chặng ngắn, hoạt động, người dân thường chờ đến những ngày giáp Tết mới mua vé. Sở Giao thông Vận tải đã gửi Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tiêu chí phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Trong thời gian chờ thành phố xem xét, Sở đã làm việc với các bến xe cho các đơn vị vận tải hoạt động trong phạm vi địa bàn ngừng quy định giãn cách trên xe. Tuy nhiên, xe đến các tỉnh thành khác phải theo các quy định do địa phương áp dụng. Hiện giữa các địa bàn vùng dịch ở cấp độ 1, 2 tức vùng xanh và vùng vàng, xe khách liên tỉnh hoạt động bình thường. Những nơi vùng dịch ở cấp độ 3 vùng cam, số xe hoạt động và số chuyến khi chạy liên tỉnh bị hạn chế. Còn địa bàn dịch ở cấp độ 4 vùng đỏ đang dừng vận tải hành khách, trừ trường hợp đặc biệt. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là vùng xanh. Còn tại Bình Định, thông tin mới nhất cho biết tỉnh không cách ly đối với người về quê đón Tết và kêu gọi mỗi người dân tự nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân. Ngày 21 tháng 1, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với người về hoặc đến tỉnh này đón Tết Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, tất cả người dân đều phải thực hiện nghiêm túc 5K để phòng dịch COVID-19. Trong những ngày qua, một số người ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê đón Tết bị một số trạm y tế xã Phường ở tỉnh Bình Định yêu cầu thực hiện cách ly y tế tại nhà từ 7 đến 14 ngày, buộc thực hiện test nhanh trong thời gian cách ly tại nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu các địa phương chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng cách ly công dân từ các nơi về quê đón Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Nguyễn Phi Long, cũng yêu cầu các địa phương không quy định thêm các biện pháp hạn chế nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê đón Tết. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng yêu cầu mỗi người cần phải tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân là bảo vệ cho cộng đồng, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Ông Nguyễn Phi Long nói: "Chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa đón Tết cổ truyền dân tộc, tỉnh Bình Định không đề xuất bất cứ một biện pháp nào để ngăn cản bà con về quê. Mùa năm rất vất vả rồi, người dân rất là mong muốn về quê thăm cha mẹ họ hàng. Mình đề ra những biện pháp không phù hợp chính là gây khó cho người dân. Các dịch vụ du lịch thương mại trên địa bàn toàn tỉnh đã mở, làm sao gần Tết rồi để người dân chúng ta có điều kiện tổ chức kinh doanh để có thêm thu nhập?" để chúng ta đón một cái Tết ấm cúng. Như vậy, thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, rất nhiều tỉnh đã thống nhất xong về việc cách ly đối với người dân về quê đón Tết. Đây là quyền lợi chính đáng của mỗi người. Bởi thế, việc các địa phương tự đề ra những quy định riêng làm khó cho người dân là không hợp lý cả về tình lẫn lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí Tết đã tràn ngập tại đường Hoàng Nguyễn Huệ với chủ đề Xuân quê hương ấm tình nhân ái, mở cửa từ tối ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 Tết, đến ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức mùng 4 Tết. Mới đây, Ban tổ chức đường Hoàng Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với thông báo những yêu cầu với du khách nào vào tham quan. Đáng chú ý, du khách được yêu cầu đeo khẩu trang xuyên suốt thời gian, kể cả khi chụp ảnh ban tổ chức cho biết đường hoa nguyễn huệ năm nay có hai cổng vào tại đầu đường hoa giao lộ nguyễn huệ lê lợi khách tham quan đường hoa vui lòng xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào bao gồm khai báo y tế qua app pc covid sắt khuẩn tay và kiểm tra nhiệt độ đặc biệt du khách được thông báo phải đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan đường hoa kể cả khi chụp ảnh vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng Ban tổ chức rất mong khách tham quan thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang trong đường hoa. Khách tham quan sẽ di chuyển một chiều trong đường hoa từ cổng chính đường hoa hướng về sông Sài Gòn. Ban tổ chức bố trí 6 cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh. Tùy theo tình hình dịch bệnh, thời gian hoạt động, đóng cửa Thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của Đường Hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, kiến nghị của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC mà không cần phải báo trước. Ban tổ chức rất mong nhận được sự đồng hành, thấu hiểu và thông cảm của khách tham quan. Đường Hoa Nguyễn Huệ 2022 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lần đầu tiên vào năm 2014 qua 19 năm thực hiện, đường Hoàng Nguyễn Huệ đã trở thành một trong những sự kiện chào mừng Tết Nguyên Đán được mong chờ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định thành lập tổ tư vấn y tế hỗ trợ điều trị, chăm sóc người mắc Covid-19 F0 qua đường dây nóng. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, từ tháng 11 năm 2021 đến nay, Quảng Ninh đã triển khai cách ly điều trị theo dõi sức khỏe cho F0 không triệu chứng tại nhà và khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. ngành y tế cũng thành lập tổ tư vấn bao gồm 15 bác sĩ thuộc bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, bệnh viện số 1 đặt tại trung tâm y tế Móng Cái, bệnh viện số 2 đặt tại bệnh viện phổi Quảng Ninh, bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, bệnh viện bãi cháy, bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, bệnh viện Sản Nhi Tổ tư vấn có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi từ hệ thống đường dây nóng để kịp thời giải đáp về phòng chống dịch COVID-19 và tư vấn về điều trị, chăm sóc F0. Để làm tốt nhiệm vụ, các thành viên tổ tư vấn luôn chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn, các quy định, hướng dẫn về điều trị, chăm sóc F0 để tư vấn, hỗ trợ người dân, thực hiện trao đổi tài liệu, cập nhật thông tin thường xuyên giữa các thành viên qua nhóm Zalo, email. Các thành viên tổ tư vấn làm theo chế độ kiêm nhiệm các chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã yêu cầu các sở ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, chính quyền các cấp thông tin động viên người dân hạn chế tiếp xúc đi lại nếu không thực sự cần thiết, hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ mà khi tham gia hoạt động phải bỏ khẩu trang, nhất là đám cưới, liên hoan, ăn tất niên hay tổng kết. Xin được chuyển sang một số thông tin hết sức quan trọng khi mới đây, một nghiên cứu mới do Viện Y tế Quốc gia Mỹ bảo trợ cho thấy việc mắc COVID-19 sẽ làm giảm tinh trùng và khả năng sinh sản của nam giới. Nghiên cứu mới được các nhà nghiên cứu tại Đại học Boston của Mỹ thực hiện và do Viện Y tế Quốc gia Mỹ NIH bảo trợ, theo Tribune News Service vào ngày 21 tháng 1. Trong số hơn 2.000 người tham gia, các nhà nghiên cứu không thấy sự khác biệt trong khả năng đậu thai giữa các cặp đôi tiêm vaccine COVID-19 và các cặp chưa tiêm. Tuy nhiên, tỷ lệ đậu thai bị giảm 18% ở các cặp đôi mà người nam bị nhiễm COVID-19 trong 60 ngày gần nhất trước chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Các nhà nghiên cứu phán đoán rằng, có thể việc nhiễm COVID-19 khiến cho bệnh nhân bị sốt, và đây là triệu chứng được biết đến như là tác nhân gây giảm số lượng tinh trùng. Tỷ lệ đậu thai của các cặp đôi có người nam bị nhiễm COVID-19 hơn 60 ngày là tương đương với tỷ lệ của các cặp đôi mà người nam không bị nhiễm. Bà Dana Bianchi, Giám đốc Viện Y tế Nhi khoa và Phát triển Con người Quốc gia Ernest Kennedy Shriver thuộc NIH nhận xét. Những phát hiện mang lại sự đảm bảo rằng vaccine có vẻ không gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các cặp đôi muốn có thai. Những phát hiện cũng cung cấp thông tin cho các bác sĩ để tư vấn cho bệnh nhân muốn đậu thai. Nghiên cứu được công bố giữa lúc tình trạng thông tin sai lệch về ảnh hưởng của vaccine COVID-19 về khả năng mang thai hoặc sinh sản xuất hiện nhan nhản, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêm chủng. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã ra thông báo khẩn cấp, kêu gọi thai phụ và những người có ý định có thai đi tiêm vaccine sau khi số ca tử vong vì COVID-19 ở phụ nữ mang thai trong tháng trước đó ở mức cao nhất từ đầu dịch. Cơ quan này cho rằng ngoài nguy cơ bệnh nặng và tử vong vì mắc COVID-19, phụ nữ mang thai còn có nguy cơ gặp những ảnh hưởng khác về sức khỏe trong thai kỳ và lúc vừa sinh. Còn tại Indonesia, số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng mạnh, vì vậy nước này đã phải nâng số ngày cách ly đối với bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron lên 10 đến 13 ngày trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng gấp 5 lần trong 3 tuần qua. Ngày 21 tháng 1, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 Waiku Azias Mito cho biết, số trường hợp mắc COVID-19 đã tăng lên gấp 5 lần, từ 1.123 ca lên 5.454 ca trong 3 tuần qua. Trong đó, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron là gần 900 ca. Ông Waiku cho biết, số ca lây nhiễm trong cộng đồng đã tăng rất nhanh, chiếm 63% trường hợp dương tính, chủ yếu là biến thể Omicron. Sau khi đó, nguồn lây từ khách nước ngoài vẫn đang được kiểm soát chặt. Lực lượng đặc nhiệm vẫn đang kiểm soát được tình hình, nỗ lực không để lây lan trên diện rộng. Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia quyết định thời gian cách ly đối với các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron là 10 ngày với các trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và tối thiểu là 13 ngày đối với bệnh nhân có triệu chứng rõ rệt. Trong thời gian cách ly, Bệnh nhân phải được các trung tâm y tế địa phương hoặc lực lượng đặc nhiệm COVID-19 khu vực giám sát chặt chẽ. Nếu không đáp ứng đủ các yêu cầu cách ly tại nhà, bệnh nhân phải đến cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung. Indonesia phát hiện trường hợp nhiễm Omicron đầu tiên vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, nước này đã ghi nhận 882 trường hợp nhiễm Omicron trên cả nước. Cùng ngày Trung Quốc cũng thông báo số ca nhiễm mới theo ngày trong cộng đồng thấp nhất trong gần 2 tháng qua. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 1, nước này có 23 ca lây nhiễm cộng đồng có triệu chứng, giảm 43 ca so với một ngày trước đó. Như vậy, đây là ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng có triệu chứng giảm, với số ca mắc mới trong ngày thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2021. Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong nào. Tỉnh Hà Nam và Thiên Tân, mỗi tỉnh thông báo dưới 10 ca lây nhiễm cộng đồng ngày 20 tháng 1. Đây là hai tỉnh phát hiện phần lớn các ca lây nhiễm cộng đồng ở Trung Quốc trong 10 ngày qua. Như vậy tính đến ngày 20 tháng 1, Trung Quốc đại lục xác nhận 105.484 ca mắc Covid-19 có triệu chứng, bao gồm cả lây nhiễm cộng đồng và nhập cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quan trọng cũng vừa được các nhà nghiên cứu của Đại học Y tế Cộng đồng Yale công bố đó là bộ xét nghiệm COVID-19 bằng nước bọt có thể hiệu quả hơn trong việc phát hiện Omicron. Trước đó, có nhiều trường hợp xét nghiệm tại nhà cho kết quả âm tính ngay cả khi họ đã nhiễm biến thể Omicron. Theo giáo sư Annie Quilly từ Đại học Yale, đau họng là triệu chứng ban đầu phổ biến khi nhiễm Omicron và có rất ít người bệnh gặp triệu chứng mất khứu giác. Chính điều này đã khiến nhóm nghiên cứu nghĩ rằng, so với các biến thể trước đây lây nhiễm Omicron xảy ra ở phần thấp hơn của hệ hô hấp. Theo giáo sư Willie, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA không khuyến nghị nên xét nghiệm bằng nước bọt thay cho lấy dịch mũi. Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người đã xét nghiệm dịch mũi liên tục âm tính, nhưng ngay khi xét nghiệm nước bọt lại cho kết quả dương tính đúng như họ nghi ngờ. Đến nay, phương pháp xét nghiệm nhanh bằng dịch mũi vẫn phổ biến hơn Đại đa số các xét nghiệm bằng nước bọt tại Mỹ hiện vẫn là dựa trên xét nghiệm PCR và rất đơn giản. Chính vì vậy, giáo sư Willy cho rằng cần mềm dẻo trong cách phản ứng với virus. Tuy nhiên, giáo sư cũng lưu ý rằng khoang miệng là một môi trường khác với mũi. Việc ăn uống trước khi xét nghiệm sẽ ảnh hưởng tới kết quả. Nhiều xét nghiệm cho thấy nên chờ ít nhất sau 1 giờ sau khi ăn hoặc là uống, có thể là 10 phút sau khi uống một cốc nước lọc. Giáo sư Willy nhấn mạnh rằng, khi đã biết Omicron có thể sinh sôi ở miệng mạnh hơn và sớm hơn sinh sôi trong mũi, thì cần thay đổi cách thức xét nghiệm. Do đó, nếu Omicron tiếp tục là biến thể chủ đạo nhất tại Mỹ, bà Willy cho rằng cần cân nhắc lại nhiều chương trình xét nghiệm để có thể ứng phó tốt nhất cho sức khỏe của cộng đồng. Còn tại Việt Nam, liên quan đến biến thể Omicron, tiến sĩ bác sĩ Phạm Hùng Vân, Chủ tịch Liên tri hội Vi sinh Lâm Sàng, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng trường Đại học Phan Châu Trinh, Quảng Nam cho rằng, kỹ thuật xét nghiệm real-time PCR hoàn toàn có thể xác định được biến thể của SARS-CoV-2 thay vì chờ đợi giải trình tự gen. Điều kiện đi kèm là phải có một thiết kế real-time PCR phù hợp. Theo Tiến sĩ Vân, việc áp dụng real-time PCR sẽ có lợi thế tốt hơn với giải trình tự gen để tìm Omicron. Lý do là PCR có thể ứng dụng ngay tại các phòng xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận. Vì vậy sàng lọc mà không bỏ sót các ca nhiễm biến thể Omicron. Sau đó có thể giải trình tự gen để có kết quả toàn bộ và chính xác hơn. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện xét nghiệm real-time PCR chỉ mất gần 2 giờ với 45 phút tách chiết, 70 phút chạy máy. PCR hiện nay có giá thành rẻ trên 300.000 đồng một test. Trong khi đó, giải trình tự gen rất tốn tiền và mất nhiều thời gian. Thưa quý vị và các bạn, như vậy vào thời điểm giáp Tết, nước ta đã phát hiện những ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron trong cộng đồng. Dù được dự đoán gây ra các triệu chứng nhẹ, tuy nhiên Omicron đã gây ra những ca tử vong trên thế giới, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống. Hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.